Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ quay là gài bãi sóc nha. Tại sao phải gài nó? Thì các bạn coi nè. Sài Gòn mình nó quần chính mình mọi người. Nó ăn dừa này. Đó là những con sóc nha. Sóc nâu của mình đó. Thì buổi sáng tôi thấy nó rất là nhiều, nó chạy vòng vòng con dừa mà không nào bắt được nó. Đây, ăn dừa nhiều lắm. Đây thì nó một cái dừa mà trái nó ăn cũng hết 4-5 trái rồi mà. Đó, thấy không? Dừa tước trên cao kìa. Ăn đủ hết trơn luôn á. Đó. Mọi người thấy không? Đó, dừa nó ăn nè. Lỏ. Rớt rồi, dừa đó. Đó, cái dừa này không mọi người. Nè. Ăn á, sốc không? Đó, mọi người thấy không? Ăn à. Ăn lỗ lỗ là sóc này á, thấy không? Quá trời này, cái này mới ăn luôn nè, còn mới ăn này, ui kìa, này là mới luôn nè, không? Đó, sóc này á. Bây giờ mình sử dụng cái bẫy này mình gài nó nha, bẫy này cũng hơi cũ rồi, mà thôi tận dụng đại để mình gài thứ này. Này thì mình sẽ bỏ mồi vô đây, không? Bỏ mùi đây, dừa này thì bị đứt mấy cái dây này, đứt hết dây này. dây lò xo rồi, mình phải làm lại, mình cắt dây thun mình làm lại mấy cái dây thun này, mình cắt mình sẽ cột lại. Đó, giờ sẽ làm lại này, sẽ không cần đâu, cái sung nó mà cắt cái này có, nó có khóa rồi mà, khóa này nó gài xuống là sẽ rớt xuống cái sự này, thấy không? Đó, nó xuống sập xuống rồi thì cái này nó sẽ rớt xuống, nó khóa lại thôi. Còn nó mà cắt cái, nó mà cắn cái dây thun cái đứt thì nó không sao, cũng khóa rồi. Bây giờ mình sẽ sửa lại các bạn. Cái bẫy mình đã cũng sửa xong rồi các bạn. Đó, gắn dây thun rồi, không? Đó, mạnh lắm. Nó mạnh nha. Nó bọc nữa là xong luôn, dính trong rồi. Dạ, mình sẽ lấy cái dừa đi, chặt cái dừa ra nha, chặt cái dừa ra, chặt cái mồi, cái mồi cho nó nha. Ừ, chặt cái dừa ra ra, à, làm mồi, mồi gãy luôn. Sẽ bỏ vô trong cái lồng đó nha, là cái mồi, làm mồi cho nó, thêm mấy cái mồi có đủ được cho nó, cho nó hết. Mình sẽ làm mồi nữa rồi đó, vừa móc mồi ra nè, móc vừa lên, vừa lên. Giờ mình sẽ đi gài thử coi, đây là cái vừa gài thử. Mình gài thế nha. Biết cái dừa nó cao quá, không có chỗ gài, khó gài lắm. Ồ, ông chiên như sao nữa. Một ký kêu ngoài ta. À, một ký nè. Em kêu ngoài. Gài. Trời, mưa quá. Trời nắng nắng làm cho nó khỏe. Gài cái dừa đi. Cái dừa nó dễ gài nè. Nhưng mà mình phải bắt cái thang trước rồi đó. Thang trước, sau đó mình sẽ leo lên mình gài trên kia, mình sẽ gài trên đó đó. Đó, gài xong thì mình sẽ lấy cái thang xuống. Đó mọi người, mình gài xong rồi nha. Cái trên giờ đó mình nói mình đặt bẫy nãy mà đặt khó quá, đặt không có chỗ để đặt bẫy, nên là mình chuyển vào bên cái góc giường nhỏ bên này, mình leo như vậy đó. Đó, mọi người thấy không? Đó, cái bẫy của mình đó, gài đây. Sáng mai mình sẽ đi thăm thử nha. Thì sáng mai buổi sáng con sóc nâu này hay đi ăn buổi sáng. Nó đi vòng vòng mà nhiều khi nó ăn 2-3 bữa nó mới xuất hiện một lần. Nên mình sẽ gài nó thử coi nó có ai không. Nó rất là khôn nha. Biết là nó có dính cái bẫy này không. Vậy mọi người tiếp tục theo dõi video sau để mình quay này có nó có vô bẫy hay không nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Cảm ơn mọi người.